Xin chào tất cả các bạn. Mùng 2 Tết các bạn làm gì? Lấy đồ xe ra quay các bạn. Đây. Buồn quá không biết làm gì các bạn ơi. Khoe cặp gắt chân thôi. Cặp khớp chân zin xe cấp siêu đẹp. Cái gì quay xe mà bên kia nó hát karaoke nó la ó dữ trời. Rất là đẹp nha các bạn. Cặp gắt chân mới chát luôn, dành cho anh em lên xe thùng nha. À. Anh em nào mua qua Tết gửi cho anh em nha. Qua Tết gửi nha. À. Quá đẹp luôn nha anh em. Anh em có nhu cầu mua linh kiện phụ tùng riêng xe cấp thì anh em cứ nhắn tin trong Zalo giúp mình nha. Cặp cái chân này dành cho anh em gắn xe tầm 1 tầm 6 custom DD. Dream cũng được nha các bạn. À. Đẹp nhức nách luôn nha. Em thấy không? Đẹp nhức nách các bạn. Đây. Ống ánh các bạn. Ống ánh luôn. Ok. Anh em cần món nào trong đây xử luôn nha.